đó. Đây là nhà hao đó, một căn nhà hao vậy đó là từ 3 phòng cho tới 4 phòng là giá là từ 350 ngàn. Đây nó gọi là nhà hao đó, đó đây nó gọi là nhà hao mà, đó một căn như vậy đó là 3 phòng từ 300 ngàn cho tới 350 ngàn là một căn như vậy đó. Đó, một căn vậy đó, đây nó gọi là nhà hao đó. Đó, từ 3 phòng cho tới 4 phòng, đây nó gọi là nhà hao đó. Đó, đây là nó gọi là nhà hao không đó. Đó. Đó, một căn. Đó. Ở đây là nó gọi là nhà hao không đó, một căn nhà như vậy đó là từ 3 phòng, nó bán giá là từ 350 ngàn cho xuống là 3 phòng á, đó. Đó nhà mới đỏ không à, đó, ở đây thì nó gọi là nhà hao, đó, nhà hao không à, đó. Đó. Một căn nhà vậy là 3 phòng, giá bây giờ là 300 ngàn cho tới 350 ngàn là một căn vậy đó. Đó. Ở đây là nó gọi nhà hao, một căn nhà từ 350 ngàn cho xuống 3 phòng á, giá nhà ở đây đó 350 ngàn cho xuống. Để 3 phòng mà 3 phòng là từ 350 ngàn cho xuống, đây nó gọi là nhà hao á, đây là nó gọi là nhà hao. Ở Việt Nam vẫn còn mê hình ảnh Lenin, vâng, vị cha già của những của họ. Cho nên ngay cả bản tin rõ ràng là người dân không thích cộng sản và đéo kéo đổ sập tượng của Lenin, thì thông tấn xã Việt Nam lại không dám đăng tin này, đăng lên xong rồi kéo xuống bởi vì sợ bị cấp trên của phạt. Trên tàu Viễn Đông, thưa quý vị, hình ảnh của xuống đường bằng xe xúc đất, những người Thái Lan áo vàng vẫn tiếp tục biểu niên cộng sản, tổ chức mà cô sinh hoạt trong hơn 6 năm qua. Bản tuyên bố viết vào hôm 10 tháng 12 từ Sài Gòn đã viết rằng là tổ chức đoàn thanh niên đã quay lưng bỏ chạy với trọng trách của họ, và tôi cảm thấy họ không xứng đáng để tôi tiếp tục có mặt ở trong hàng ngũ của họ nữa. Nữ sinh Nguyễn Phương Uyên từng đã bị bắt với cáo buộc là tuyên truyền chống nhà nước và bị tuyên án 6 năm tù giam. Nhưng tại phiên tòa hôm 17 tháng 8 năm 2013 thì cô đã được giảm án từ 6 năm tù xuống còn 3 năm tù treo và được trả tự do. Theo báo Đài Loan cho biết là Trung Quốc gửi hàng không mẫu hạm và máy bay chiến đấu tới Biển Đông.
báo One Daily của Đài Loan đục bỏ bản tin kéo đổ tượng Lenin. Hãng thông tấn chính thức của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã đưa tin, rồi ngay sau đó ít giờ đã đục bỏ bản tin thuật lại chuyện người dân Ukraine giật đổ rồi phá tượng Lenin, cố lãnh tụ Cộng sản của Nga. Thông tấn xã Việt Nam ngày 9 tháng 12 năm 2013 đã thường thuật về tin Ukraine, những kẻ quá khích đã kéo đổ tượng Lenin tại Kiev, với bản tin như sau. Ngày 8 tháng 12, thì cảnh sát đã cho biết là những kẻ biểu tình chống chính phủ tại Ukraine đã kéo đổ tượng của cố lãnh tụ cách mạng Nga là Vladimir Lenin tại trung tâm thủ đô Kiev. Một nữ khác phóng viên cảnh sát đã cho hay là những người biểu tình đã đeo mặt nạ và đã kéo đổ tượng Lenin và vẫy cờ của đảng tự do theo chủ nghĩa dân tộc của Ukraine. Hình ảnh đã được phát ở trên truyền hình Ukraine, cũng như cho thấy là bức tượng của cố lãnh tụ Liên Xô trước đây là Vladimir Lenin tại quảng trường Bessarabia đã không còn ở trên bệ, và rất nhiều người đã biểu tình dùng rìu chặt bức tượng thành nhiều mảnh. Thông tin còn cho biết thêm, phần đầu của bức tượng đã bị cắt đứt và một số phần của tượng đã được đưa tới quảng trường độc lập. Sau đó ít giờ thì bản tin này đã bị lấy xuống. Một số báo mạng khác như là Thanh Niên, Dinh cũng loan tin giật giật nhưng cũng đã gỡ xuống. Tại Hà Nội thì cũng có tượng Lenin dựng tại một công viên nên được gọi là công viên Lenin. Văn chương dân gian Việt Nam thời hiện đại có mấy câu thơ lục bát châm biếm như sau. Ông Lenin ở nước Nga, sao ông lại đến vườn hoa nước này? Ông ứng ngực, ông chỉ tay, ông làm như thể nước này của ông. Vẫn tin liên quan đến Việt Nam, đóng cửa truy tố công ty sản xuất rượu làm cho 6 người bị thiệt mạng. Công ty sản xuất rượu nếp. Sau đây là các bản tin Việt Nam, và phần tin Việt Nam ngày hôm nay được sự bảo trợ đặc biệt của Toyota Place. Thưa quý vị, các buổi sinh hoạt trao đổi về quyền con người của giới blogger trong nước kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12 đã gặp phải sự sách nhiễu và khống chế của an ninh nhà nước. Buổi kỷ niệm ở Sài Gòn diễn ra tại công viên 23 tháng 9 và buổi tập họp tương tự được tổ chức ở công viên Thống Nhất vào ngày Chủ nhật 8 tháng 12 sau khi sinh hoạt này diễn ra tại Nha Trang một ngày trước đó. Nhiều người tham gia đã bị ném mắm tôm, thậm chí là bị hành hung gây thương tích. Một trong những nạn nhân bị đánh là cô Đào Trang Loan từ Hà Nội đã nói với Đài Voa rằng công an và an ninh rất nhiều, họ cho đoàn thanh niên vào mang loa chĩa vào mọi người và nói rằng không được tổ chức tụ tập đông người. Em đã bị một an ninh thường phục xông vào đánh và tát. Việt Nam đã trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Chúng em chỉ giúp cho nhà nước phổ biến về quyền cơ bản của con người. Bạn Nguyễn Nữ Phương Dung đã tham gia vào buổi sinh hoạt ở Sài Gòn nói cô rất buồn trước cách đối phó của chính quyền với những sinh hoạt rất ôn hòa, cổ suý cho nhân quyền tại Việt Nam giữa lúc Hà Nội vừa được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng như là vừa tham gia ký kết Công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc. Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông John Kerry sẽ tiến hành tường thuật về biểu tình hôm 8 tháng 12 ở Ukraine, trong đó có phản ảnh việc người dân lật đổ và đập vỡ tượng Lenin. Các báo đều đã xóa bài và các đường link dẫn tới tin này đều báo lỗi. Tuy nhiên, các bài báo ngắn về cuộc biểu tình ở Kyiv vẫn được lưu lại tại một số diễn đàn và blog ở riêng. Trong các bản tin mà báo Việt Nam đăng tải trước khi gỡ xuống, đa phần dịch từ tin của các hãng thông tấn quốc tế và còn bản lưu trên mạng, người biểu tình Ukraine bị gọi là đám đông quá khích. Tuy nhiên, dường như hình ảnh Lenin bị đập tan một cách đau thương vẫn bị cho là khó có thể chấp nhận trên mặt các báo chí thống do nhà nước quản lý. Nguồn tin trong ngành cho đài BBC hay biên tập một số tờ báo đã nhận chỉ đạo miệng từ quan chức quản lý báo chí về việc phải dỡ bỏ bài về lật đổ tượng Lenin.